Bỏ túi mẹo bóc vỏ trứng cút cực nhanh và đơn giản. Dưới đây là những cách bóc vỏ trứng cút cực nhanh và sạch mà mọi người có thể áp dụng để giúp cho quá trình nấu ăn nhanh hơn. Trứng chim cút tuy nhỏ nhưng lại chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, công đoạn bóc trứng cút có thể khiến nhiều người chán nản vì có những lúc trứng cút cực kỳ khó bóc vỏ, lòng trắng trứng cứ bám dính vào vỏ nên sau khi bóc xong trứng sẽ không được đẹp. Để cho những quả trứng sau khi bóc xong trông sạch và đẹp, mọi người hãy thử áp dụng những cách dưới đây. Cho thêm muối khi luộc trứng. Những cách bóc vỏ trứng cút nhanh. Đồ họa, hải ngọc. Đây là một mẹo rất đơn giản được nhiều người sử dụng. Khi luộc trứng, chúng ta chỉ cần cho khoảng một thìa muối nhỏ vào thì vỏ trứng sẽ rất dễ bóc ra. Điều này sẽ giúp cho những quả trứng sạch vỏ, đẹp và quá trình bóc trứng cũng nhanh hơn. Cho chanh hoặc giấm khi luộc trứng. Cho một vài lát chanh hoặc một chút giấm vào nồi trứng luộc, khi bóc trứng sẽ dễ hơn rất nhiều. Lưu ý, khi cho giấm vào chúng ta phải khuấy đều. Lắc đều trứng sau khi luộc. Lắc đều trứng sau khi luộc là một cách để giúp việc bóc vỏ trứng cút trở nên dễ dàng hơn. Sau khi luộc trứng xong, chúng ta đổ bỏ phần nước nóng rồi xả nước lạnh vào cho trứng nguội bớt. Tiếp đó, cho khoảng 10 quả trứng cút vào một bình thủy tinh có nắp rồi lắc mạnh lên xuống trong bình vài lần cho đến khi vỏ trứng dập gần hết. Lúc này, chúng ta chỉ cần đổ trứng ra bóc nhẹ là vỏ trứng sẽ ra hết luôn. Trên đây là một số mẹo giúp chúng ta bóc trứng cút một cách dễ dàng.